Cưới, chạy, bầu. Tác giả Trang Biêu Bi. Tập 10. Và rồi tôi lại đón taxi đi. Thấm thoát đó đây cũng đã 2 tháng trôi qua. Vậy mà nỗi đau vẫn âm ỉ như mới xảy ra hôm qua thôi. Vẫn là thành phố với những ngày mưa lất phất bay bay. Nhưng bây giờ anh đã không còn là của tôi nữa rồi. Đôi khi chỉ là khoảng trống của một người để lại, mà cho dù có cả thế giới vẫn không thể lấp đầy. Và rồi suy nghĩ 3 ngày sau thì tôi quyết định xin làm công ty anh họ của Trang. Tôi có 3 tháng thử việc làm tại Hà Nội. Từ lúc tôi và Lâm quyết định ly hôn, Trang nó sợ tôi buồn nên cũng không dám nhắc đến anh. Cho tới một hôm nó buột miệng. Ê, dạo này chủ tịch trực tiếp điều hành công ty, không biết sếp Lâm đi đâu rồi ha? Nghe đến tên của anh, cả người tôi khựng lại, trái tim cơ hồ như bị ai đó đang bóp nghẹn. Tôi cười nhẹ. Vậy à, kệ đi. Ta cũng không có quan tâm nữa. Nhưng nói là kệ, nhưng đêm đó tự nhiên tôi lại tò mò đến mức vào Facebook của anh. Trên Facebook hình như rất lâu rồi anh không hoạt động. Trên tường cũng không có một dòng trạng thái nào cả. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến khi tôi chuẩn bị hết thời gian thử việc để ở vào Sài Gòn công tác, thì cũng là lúc tôi phát hiện ra mấy tháng nay mình đã không đến ngày. Nghĩ đến đó tôi giật mình nhổm bật dậy. Lúc này Trang nằm bên cạnh còn bất ngờ hỏi. Má ơi, giật mình à, mày bị sao vậy? Ê, Trang, tao điên tình đến nỗi mấy tháng nay không có đến ngày cũng không có thèm để ý tới nữa. Không đến ngày thì sao? Nói đến đây nó tròn xe mắt quay sang nhìn tôi. Lẽ nào lại bầu? Tao cũng không biết nữa. Vậy đi mua que thử thai gấp đi. À, mà thôi, để tao chạy đi mua cho. Nói rồi, Trang nó phi ngay xuống dưới giường, y như cái lần đầu tiên. Lúc sau nó đem về mấy cái que thử thai đưa tôi, giọng gấp gáp. Thử hết đi. Ừ. Khi cầm cái que thử 2 vạch đỏ trên tay, hốc mắt tôi bỗng đỏ que, cái cảm giác nó không có khác gì lần đầu. Mối nhân duyên của tôi và anh đã kết thúc, vậy mà tôi lại mang trong mình dòng máu của anh. Cảm xúc trong tôi khi đó như một mớ bồng bông, hỗn độn đủ loại cảm xúc. Đau lòng có, vui có, chua xót có, hạnh phúc cũng có. Những ngày tháng bên nhau trước kia, cả hai chúng tôi đều rất mong con. Nhưng bây giờ, có rồi thì tôi và anh lại không có bên nhau nữa. Ông trời cũng biết trêu đùa thật đó. Nghĩ tới đây tôi lại bật khóc. Khóc không phải vì muốn khóc có con, mà khóc vì thương con và khóc vì tôi lại được làm mẹ. Giá mà tất cả những gì vừa xảy ra cũng chỉ là một giấc mộng, thì bây giờ chúng tôi có thể hạnh phúc chào đón đứa con chào đời, cùng nhau nuôi con nên người. Tôi ngồi rất lâu trong toilet. Tôi đã quyết tâm sống một cuộc sống không có liên quan đến anh. Nhưng ông trời đã ban tặng cho tôi đứa bé này, nhất định sẽ trân trọng. Tôi đưa tay quệt giọt nước mắt đang rơi trên má, cầm cái que thử thai bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi nói với Trang. Bầu thật rồi mày à. Vậy mày tính sao? Đừng có bỏ thai đó nghe. Hầm hả? Con của tao, tao sẽ nuôi. Ừ, nhớ đó. Cần cái gì đàn ông, mình là mẹ đơn thân, hạnh phúc. Ừ. Đêm đó, tôi nằm suy nghĩ mãi. Chỉ mong trời sáng đi siêu âm xem bé của tôi nó thế nào. Lúc đến phòng khám, bác sĩ vừa đặt máy siêu âm vào bụng tôi đã mỉm cười. Thai 16 tuần rồi nghe. Bé trai, hiện tại tất cả đều bình thường. Bác sĩ còn chỉ cho tôi các bộ phận của con nữa. Lúc đó, tôi không còn nghĩ gì nhiều. Cái cảm giác hạnh phúc khi con mình đang bình an khỏe mạnh giúp tôi phần nào xua đi nỗi đau trong lòng. Bác sĩ kê cho tôi một ít thuốc bổ. Trên đường về, tôi cứ chăm chú nhìn ảnh siêu âm. Khóe môi vô thức nở nụ cười mà đã lâu mới có. Trang nó hỏi tôi.
Vậy có đi Sài Gòn nữa không? Thật ra tôi cũng muốn rời khỏi Hà Nội để tìm một chỗ không ai biết đến mình. Cũng là một cách để sớm quên đi cái đoạn quá khứ đau buồn kia. Sinh đứa con này ra cho hai mẹ con dựa vào nhau mà sống. Chính vì suy nghĩ như vậy mà tôi đã đưa ra quyết định. Tao sẽ sang Hàn. Hả? Mày suy nghĩ kỹ chưa? Đang bầu bì như vậy đi xa làm sao được? Ít nữa sinh con một mình khổ lắm đó. Tao nghĩ kỹ rồi. Tao muốn tìm một cuộc sống mới cho hai mẹ con. Khổ thế nào rồi cũng sẽ qua mà. Duyên, dù sao ở đây còn có ba mẹ của mày và tao. Mày đang bầu bì đi vậy tao không có yên tâm. Không có sao đâu. Biết đâu tao đi hơn năm rồi về thì sao? Vậy là tôi vẫn kiên quyết sẽ sang Hàn Quốc. Tôi cũng thông báo với ba mẹ và ông nội dưới quê. Cả nhà mới đầu cũng cản, nhưng không cản được nên đành đồng ý. Tôi cũng chưa có dám nói chuyện mình mang bầu cho cả nhà biết. Tôi đợi sau này sang đó ổn định sẽ thông báo. Lúc đó cả nhà cũng đỡ lo hơn. Cả nhà đưa tôi ra sân bay. Trang nó biết rõ tình hình của tôi, nó cứ khóc rưng rức mãi. Nỗi đau giằng xé trong lòng, nhưng tôi không có dám khóc. Mãi cho đến khi thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, lúc đó tôi không có kìm nén được nữa, mà đã bật khóc thành tiếng. Tôi ôm ba mẹ và hai đứa em cùng Trang, dặn dò mọi người đủ điều rồi cầm vali nhìn vào bên trong. Tôi không có hy vọng sẽ gặp lại anh, nhưng trước khi bước đi, tôi vẫn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Có lẽ từ nay về sau, đi tới cùng trời cuối đất cũng không có gặp lại nhau nữa rồi. Tôi vừa đặt chân bước qua cửa an ninh, thì đúng lúc đó điện thoại rung lên. Nhìn dãy số trên màn hình, cả người tôi chết lặng. Mọi thứ là ngẫu nhiên hay định mệnh đã an bài. Nhìn số điện thoại không ngừng sáng lên trên màn hình. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định tắt nguồn và kéo cái vali bước thật nhanh vào bên trong. Sau hôm nay, tôi muốn sống một phương trời mới, sống một cuộc đời mới, trở thành một con người mới. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt những kỷ niệm đã qua, tạm biệt tất cả. Đến Hàn Quốc vào buổi chiều sau gần 4 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay. Lúc tôi xuống đến sân bay, đã có người của công ty chờ sẵn. Anh mỉm cười giới thiệu. Chào em, anh là Vũ Thành Nam, là phó giám đốc chi nhánh công ty Nhật Minh ở bên này. Rất vui được chào đón em. Dạ, chào anh. Em là Phạm Hà Duyên. Rất vui được làm việc cùng anh trong thời gian tới. Anh đã xem qua hồ sơ của em. Không ngờ em còn trẻ như vậy mà đã đạt được rất nhiều thành tích tốt. Cứ cái đà này phấn đấu vài năm nữa là có thể đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp rồi đó. Dạ, anh cứ quá khen em. Em còn phải học hỏi nhiều. Một chút thành tích kia cũng không có là cái gì so với bậc tiền bối. Nam nghe tôi nói vậy liền cười lớn. Vừa xinh đẹp lại tài giỏi lại khiêm tốn thế này, chắc em phải nhiều người theo đuổi lắm chứ. Em có bạn trai chưa? Dạ, em mới ly hôn anh à. Tôi nói đến đó, cổ họng tự nhiên nghẹn đắng lại, lòng ngực cũng theo đó mà nặng nề. Nam thấy vậy, giọng cũng hạ thấp xuống. Anh xin lỗi, anh không biết. Không có sao đâu, mà bây giờ mình tới công ty luôn sao anh? Chưa gì em đã nôn nóng làm việc vậy hả cô gái? Bây giờ anh sẽ đưa em về chỗ ở cái đã, ít ra cũng phải cất đồ và nghỉ ngơi chứ. Dạ, em cảm ơn anh. Và rồi Nam đưa tôi tới một căn chung cư nhỏ. Ở đây có một phòng ngủ, một phòng khách, một căn bếp, tủ lạnh, tivi, máy giặt, điều hòa, đủ hết. Nam nói với tôi, ở dưới tầng 1 chung cư là siêu thị mini, gần đây em đi 500m rẽ phải là chợ, mà em có biết tiếng Hàn không? Dạ, em có. Ừ, anh quên mất, không biết tiếng Hàn làm sao mà thành luật sư chi nhánh ở bên này được. Tôi mỉm cười, nói thêm vài câu nữa thì Nam về. Sau khi anh đi khỏi, tôi cũng không có buồn xếp quần áo nữa, mà nằm vật ra giường, vì quá mệt mỏi. Lúc mở nguồn điện thoại lên, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của mẹ và đặc biệt là Trang. Sao rồi? Đến nơi chưa? Tao đến nơi rồi mà mệt quá đang tính đi ngủ. Mày lại ngủ không có ăn đó.
Mệt đó thì mệt, nhưng dậy ăn uống cái gì xong mới được ngủ. Nên nhớ là mày đang mang bầu đó. Tôi nghe cái Trang nó giận, sống mũi cay cay, tôi nhắn lại. Tao biết rồi mà, ở nhà gìn giữ sức khỏe đó. Vậy thôi tao chuẩn bị ăn đây. Mày nhớ tia dần giùm tao xem có anh chàng nào, có hàng xóm đó, đẹp đẹp trai không? Ít nữa mày đẻ, tao sang tao cua luôn. Còn bà mày, vậy mà hồi trước chê trai hàng khoai nhỏ. Thì cũng không có bằng khoai tây, nhưng được cái đẹp trai bù lại. Thôi dẹp đi, đồ mê trai. Nói xong, tôi đành lết xuống dưới mua ít đồ dùng cá nhân, gạo, gia vị nấu ăn và một ít thịt cá để tủ lạnh. Ăn cơm xong, tôi cứ ngỡ mệt dậy sẽ ngủ được sớm. Nhưng không ngờ, cả đêm qua nước mắt lại ướt nhè cả gối. Cứ nghĩ đến cuộc gọi của Lâm lúc ở sân bay, tôi lại thấy nhói lòng. Rốt cuộc, anh lúc đó gọi tôi để làm cái gì? Nhưng tôi lại không có đủ can đảm để nghĩ xa hơn. Khi cảm xúc dâng trào, nỗi đau không thể kìm nén được nữa, lại bắt đầu dở tung ra. Tôi gục đầu xuống gối khóc nức nở, khóc cho đến khi mệt nhòi mới nhắm mắt thiếp đi. Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái mắt vừa sưng vừa thâm, làm tôi phải dặm mấy lượt phấn phủ mới che hết. Lúc tôi đến công ty nhận việc, mọi người ở đây ai cũng vui vẻ và niềm nở. Công ty không có lớn như công ty của Lâm, nhưng phòng làm việc riêng của tôi cũng rất sạch sẽ. Mấy ngày đầu chưa có quen nên tôi vẫn còn rất dè dặt với mọi người. Sau khi tiếp xúc quen rồi thì mới biết ai cũng tốt bụng. Mọi người sợ tôi mới đến còn nhiều bỡ ngỡ, nên cuối tuần mấy chị trong công ty còn rủ tôi đi chơi vài nơi trong thành phố. Trong các chị, tôi thấy mình hợp nhất với chị Cúc. Nghe nói chị cũng làm mẹ đơn thân, nên hai chị em càng nhiều vấn đề để chia sẻ. Đúng là duyên, không có nói gì thì tụi chị cũng không có biết em bầu luôn đó. Mới đầu còn tưởng em chưa chồng. Chắc tại em hay mặc váy rộng nên vậy đó chị ơi. Mà mày chữa cũng gọn đó. Chứ như ngày xưa chị bầu tầm này tuần, bụng nó lớn lắm rồi. Với lại bầu bị chịu khó ăn nhiều vô em à. Ăn thì mới có chất nuôi em bé. Mà sau sinh ra con không có còi cọc thì mình đỡ phải cực khổ hơn. Dạ em biết rồi chị. Vậy ba của nó có hay hỏi thăm không? Chứ chồng cũ của chị chán lắm, cả năm không có hỏi thăm con được một câu nào. Tôi nghe tới đây, lồng ngực vô thức nhói lên. Cố nén hết cảm xúc xuống, cười nhẹ. Dạ, anh ấy không có biết em có thai. Hả? Em không nói, em muốn tự sinh con ra rồi nuôi. Trời ơi, sao mày dại vậy? Nuôi con một mình tốn kém lắm. Cứ phải nói cho ba nó biết để ba nó còn phụ cấp nuôi con nữa chứ. Thôi, em không có cần phụ cấp đâu chị à. Mình em lo được mà. Khổ, dại lắm em à. Thời gian cứ vậy trôi qua. Đến khi thai được 8 tháng, thì cơ thể của tôi đã cảm thấy nặng nề lắm rồi. Tôi bầu bụng cũng nhỏ hơn các bà mẹ khác. Nhưng trộm vía, con vẫn phát triển tốt. Bố mẹ tôi ở quê cũng đã biết tôi mang bầu. Ông bà nghe xong cứ nằng nặc bắt tôi về Việt Nam. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, ở nơi này tuy có chút cô đơn, nhưng ít ra tôi thấy ổn hơn khi không phải nhìn thấy anh. Từ hôm đó tới bây giờ, tôi cũng không còn nghe tin tức gì Lâm nữa. Trang nó cũng nói không có gặp anh ở công ty, cảm giác cứ như anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Vừa nghĩ đến anh, tôi lại cúi xuống nhìn cái bụng đã lớn vượt mặt. Tôi mỉm cười đặt lên bụng dịu dàng nói. Con là niềm hạnh phúc duy nhất của mẹ. Bé con à, lớn nhanh rồi ra ngoài với mẹ nghe. Làm việc tới tuần 38 thì bắt đầu xin nghỉ. Nghe nói con đầu lòng cũng thường ra sớm hoặc muộn hơn dự kiến. Nên tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng để đón con chào đời. Sáng đó tôi vừa rẽ vào siêu thị mua thêm ít đồ. Thì bất chợt cảm nhận được cơn gò dưới đũng quần. Nó như tuôn ra chất dịch lỏng nào đó. Mấy hôm nay tôi đã tìm hiểu kỹ trên mạng, xem những dấu hiệu chuẩn bị sanh. Nhận thấy mình có hiện tượng, liền vội vàng về nhà lấy đồ rồi đón taxi vào bệnh viện. Trên đường đi tôi có gọi cho chị Cúc mấy cuộc nhưng chị không có nghe máy. Khi đến bệnh viện tôi tự mình làm thủ tục. Vừa làm xong thì tôi vỡ ói, nước chảy ào ào xuống đũng quần.
Mấy cô y tá thấy vậy vội vàng hỏi, người nhà của cô đâu? Tôi không có người nhà. Vậy còn chồng cô? Rõ ràng mấy tháng nay tôi đã cố gắng tự nhủ rất nhiều điều, đặc biệt phải mạnh mẽ. Nhưng mà khi bước vào đây, nhìn thấy mọi người đều có chồng với ba mẹ bên cạnh. Bây giờ nghe chị y tá nói vậy, tôi lại càng tủi thân, sống mũi cay xè, hốc mắt cũng đỏ que. Tôi khàn khàn đáp, chúng tôi đã ly hôn rồi. Người y tá nghe tôi nói vậy cũng không hỏi thêm nữa, mà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm. Rồi rất nhanh, tôi được đưa vào phòng sanh. Bác sĩ kiểm tra cho tôi xong rồi nói, mở 4 phân rồi, thành tử cung mỏng. Người nhà đâu? Chị y tá nghe bác sĩ nói vậy liền nói, sản phụ không có người nhà. Trời ơi, sao lại không có người nhà? Ai lại đi đẻ một mình thế này? Và rồi càng lúc bụng tôi thúc lên từng cơn đau nhói, mặt mày cũng say sẩm lại. Có những lúc tôi cảm giác như ai đó bẻ gãy hết xương sườn của mình. Lúc đau quá, tôi còn vịn tay vào chị y tá mà khóc. Tôi đã gọi tên của anh. Chị y tá thấy vậy đã vuốt vuốt lưng tôi động viên, cố lên ngang, sắp gặp được con rồi. Nghe như vậy cũng cố dặn lòng, sắp được gặp con rồi, cố một chút nữa thôi. Nhưng cảm tưởng mình sắp không có chịu nổi nữa. Tôi khó sanh, vật vã đau 6 tiếng đồng hồ vẫn chưa có sanh được. Có những lúc tôi kiệt sức muốn liệm đi, nhưng tôi lại cố gắng căng hai mắt ra để nghĩ đến con. Nếu như bây giờ tôi không cố gắng thì đứa bé sẽ ra sao? Lại nhớ đến những em bé chưa kịp vào đời vì bị ngạt. Trong khoảnh khắc đó cả người tôi như bừng tỉnh. Mà lúc lên bàn đẻ, tôi cũng không có biết cách chặn. Cũng may các bác sĩ và y tá ở đây hướng dẫn rất nhiệt tình, còn hỗ trợ đẩy bụng cho tôi, nên 4 giờ chiều hôm đó, em bé của tôi cất tiếng khóc chào đời. Nghe tiếng con hòa khóc mà tôi cũng bật khóc nức nở, cả người đầy mồ hôi. Lúc đó đã kiệt sức lắm rồi, nhưng vẫn phải ngoái sang nhìn con. Thằng bé rất giống anh, nhìn nó tôi lại nhớ đến anh. Tự nhiên cảm giác tủi thân sinh con một mình nó đau quặn thắt cả lòng. Bé trai 3,4 kg, cả tả luôn nghe. Trộm vía, khỏe mạnh quá, nhìn nét nào ra nét đó, tài to có tướng làm quan lắm nghe. Tôi ôm con trong lòng, da tiếp da. Lúc đó mọi đau đớn như thể tan biến, mà chỉ còn lại niềm hạnh phúc và tình yêu thương con vô bờ. Con trai à, con chính là một món quà lớn mà ông trời đã ban tặng cho mẹ. Sau tất cả, mẹ con mình luôn ở bên nhau con nghe. Sau đó tôi được đẩy về phòng chăm sóc sau khi sinh. Khi vừa đến nơi thì chị Cúc cũng tới. Vừa nhìn thấy tôi, chị đã nói, sáng nay chị đi họp nên để cái điện thoại ở trong túi sách. Thằng cu con hôm qua chắc lại bật chế độ yên lặng nên chị không có biết. Dạ, không có sao đâu chị à. Vừa rồi chị xin anh Nam cho chị nghỉ. Anh ấy nay dễ tính thật, lại kêu chị cứ yên tâm mà nghỉ chăm sóc em. Mà chị nói thiệt nghe, nhiều lúc nhìn ánh mắt ông ta dành cho em cứ như ông ấy thích em đó Duyên à. Chị, anh Nam thích gì em? Anh ta có đầy hot girl ở xung quanh, anh còn không yêu nữa mà. Và rồi chị Cúc ẵm đứa nhỏ giúp tôi. Nhìn thằng bé chị cứ tấm tắc khen. Trời đất ơi, mà nhìn không có giống em Duyên à. Chắc là giống ba. Nếu mà giống ba thì ba nó cũng thuộc cái dạng cực phẩm đây. Tôi liếc mắt nhìn con, tự nhiên tôi lại suy nghĩ đến việc có nên nói cho Lâm biết về sự tồn tại của đứa nhỏ này hay không. Nhưng mà cuối cùng, lòng tôi vẫn không có thể buông bỏ được chuyện của quá khứ, vẫn không thể tha thứ cho việc anh đã phản bội tôi. Cho nên cuối cùng, tôi quyết định sẽ giấu kín bí mật này đến hết cuộc đời. Tất cả mọi thứ sẽ như tàn tro bị gió cuốn bay đi, không một ngày trở lại. 3 năm sau, trong 3 năm đầu đời của con tôi, có đưa con trở về Việt Nam chơi với ông bà ngoại 2 lần. Mặc cho mọi người níu giữ, nhưng tôi vẫn quyết định ở lại đây cho tới khi con 5 tuổi. Bây giờ tôi đã quen với cuộc sống ở đây, mọi người biết hoàn cảnh của tôi nên ai cũng nhiệt tình giúp đỡ. Tôi cũng có khoản tiết kiệm từ trước tới bây giờ vẫn đi làm được, nên chi tiêu của 2 mẹ con cũng thoải mái.
Có điều lần đầu làm mẹ tôi vẫn nhiều bỡ ngỡ, đặc biệt là lúc con bệnh một mình chăm sóc cũng thấy cực. Chiều hôm nay tôi vừa tan ca thì vội vàng đến đón con ở nhà trẻ. Thằng bé vừa nhìn thấy tôi đã ôm chầm qua cổ rồi thơm lên má. Mẹ, Bảo Bảo yêu mẹ. Dù cả ngày làm việc có mệt mỏi tới đâu, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con, nghe thấy giọng nói của con là tôi cảm thấy mệt mỏi như dần tan biến. Mẹ con yêu Bảo Bảo. Nói rồi, hai mẹ con đứng dậy đón xe về nhà. Khi hai mẹ con về đến nhà cũng gần 6 giờ tối. Hôm nay tự nhiên thằng bé lại hỏi. Mẹ ơi, ba là gì hả mẹ? Câu hỏi của con làm cả người tôi khựng lại. Trái tim mơ hồ dâng lên cảm giác chua xót. 3 năm nay, tôi chưa từng nhắc đến ba với con. Mà 3 năm nay, Lâm thật sự cũng đã rời xa khỏi cuộc sống của hai mẹ con. Giống như anh chưa từng xuất hiện. Giống như một cơn gió đã cuốn bay tất cả. Tôi không biết anh đi đâu. Thỉnh thoảng thấy Trang nó nói không có thấy anh xuất hiện ở công ty. Trong lòng tôi mỗi lúc như vậy, dù thế nào cũng không có dám tò mò. Hít một hơi thật sâu, rồi cúi xuống nhìn con, bình tĩnh tôi hỏi. Sao hôm nay Bảo Bảo lại hỏi như vậy? Con coi tivi thấy mấy chị hay nhắc tới ba. Nhờ có ba, con mới được sinh ra. Nhưng ba con đi công tác rồi, hôm nào mẹ cho Bảo Bảo gặp ba nha. Dạ. Tôi không biết lời nói dối này có thể kéo dài bao lâu, nhưng ít ra bây giờ, nói dối sẽ khiến con phần nào bớt tủi thân và tổn thương. Đêm đó, vì câu hỏi của con mà tôi nằm trằn trọc mãi không có ngủ được. Ôm con vào lòng, vừa ngắm con tôi vừa thấy thương. Đã rất lâu rồi tôi không khóc, mà thực ra không còn nước mắt để rơi vì khóc quá nhiều. Nhưng đêm nay tôi lại bắt đầu khóc, vì sợ cổ họng phát ra những âm thanh làm cho con thức giấc. Nên tôi mím chặt môi không dám khóc lớn, chỉ cúi xuống gục vào gối, lặng lẽ chảy nước mắt. Và rồi không ngủ được, tôi lại cầm điện thoại lên. Thoát Facebook, mới ra rồi lại vào Facebook cũ. Ở nick Facebook cũ, tôi có kết bạn với Lâm và Linh. Vào xem nick của Lâm, suốt 3 năm anh không đăng dòng trạng thái nào, cũng không có bức ảnh nào mới. Vì tò mò quá, tôi đã vào xem thử Facebook của Linh. Tôi thấy cô ta mới đăng ảnh 2 cái chiếc nhẫn, dù không rõ có phải nhẫn của 2 người không. Nhưng đọc bình luận, tôi cũng thấy rất nhiều người chúc mừng. Lại nghĩ đến cảnh ba của con mình sắp thành bố của người khác. Nỗi đau năm xưa trong tôi lần nữa ùa về. Người ta nói, thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương hiệu quả nhất. Nhưng mà nó chỉ đúng với từng người. Và có lẽ tôi không có nằm trong cái số đó. Cứ như vậy, đến hôm sinh nhật của Bảo Bảo, thì Trang có sang thăm mẹ con tôi. Lúc nó sang, mang biết bao nhiêu quà cho hai mẹ con, đặc biệt có cả quà của ông bà ngoại gửi. Trang nó đặt cái hộp ruốc xuống bàn rồi nói. Trích nguyên văn lời của mẹ mày nói đây nè. Ở bên đó ăn sơn hào hải vị nhiều rồi, bây giờ có hộp ruốc quê nó mới quý. Ừ thì đúng là quý thiệt, sao sang mà không nói cho tao biết. Vậy mới bất ngờ chứ. Nói xong nó vội vàng ôm Bảo Bảo trong lòng. Mới có mấy tháng hồi gặp Bảo Bảo mà nó lớn quá nè, càng lớn càng giống ba nghen. Dì biết ba con hả? Bảo Bảo nói làm tôi và Trang sững người lại. Dạo gần đây tôi thấy con hay nhắc đến ba nhiều hơn. Mà trộm vía con giống ba nên dù mới 3 tuổi nhưng cứ như ông cụ non đó. Cái Trang nó cười nhẹ. Ừ, dì biết, nhưng Bảo Bảo có ngoan không? Dạ có. Bảo Bảo yêu ai nhất? Yêu mẹ Duyên. Yêu nhiều như thế nào? Nhiều như ông mặt trời. Sao lại nhiều như ông mặt trời? Vì mặt trời chỉ có 1. Vậy có yêu dì Trang không? Có. Bằng mẹ Duyên không? Bảo Bảo nghe đến đây tủm tỉm cười rồi lắc đầu. Cả tôi và Trang cũng phải bật cười theo con. Sau đó thằng bé chạy ra ghế sofa ngồi chơi lắp ghép. Trang lúc này mới quay sang nói. Hay là về Việt Nam đi. Thôi, ta đã nói nhiều lần rồi. Khi nào Bảo Bảo 5 tuổi ta sẽ về. Nhưng ở bên này chắc chắn sẽ khổ.
Khổ cái gì đâu, mày nhìn mẹ con tao bây giờ thì biết đó, cũng có thiếu cái gì đâu. Vậy hay là nói cho ông Lâm biết về Bảo Bảo đi. Ây da, con này, nay mày làm sao vậy? Thật ra hôm qua ông Lâm có đến tìm tao. Ông ấy cầu xin tao nói cho ông biết mày đang ở đâu. Nhìn ánh mắt ông ấy chân thành lắm, tao thấy tội tội. Chuyện giữa tôi và Lâm đã kết thúc từ rất lâu. 3 năm nay anh không đến tìm mẹ con tôi. Vậy bây giờ còn đến làm cái gì? Tôi cố nén lại cảm xúc rồi đáp. Thôi, mày đừng có hâm nữa. Mày quên những gì ông ấy làm với tao à? Biết đâu ông ấy có nỗi khổ làm sao? Khổ cái gì chứ? Nếu khổ thật thì 3 năm làm gì mà không thấy tìm. 3 năm nay ông ấy cũng mất hút ở công ty còn gì? Tao không có biết nữa. Tao không còn hy vọng và niềm tin nữa rồi. Tôi kiên quyết gạt phát hết ý kiến của Trang. Giờ phút này, thật lòng tôi cũng đã mất niềm tin thật rồi. Sau tất cả, tôi nhận ra điều đau khổ nhất trong tình yêu chính là khi mình yêu hết mình nhưng lại bị chính người đó phản bội, mất lòng tin một lần và mãi mãi về sau. Trang ở với tôi được 5 ngày thì nó phải quay trở về Việt Nam. Sáng đó tôi dậy sớm nấu đồ ăn cho Bảo Bảo như mọi ngày, đưa con đi học, tôi đi làm. Đến chiều, lúc tôi đến đón con ra khỏi lớp thì đã thấy một bóng lưng quen thuộc đứng trước cổng trường. Lúc đó tôi không còn dám tin vào mắt của mình, cho đến khi người đó quay đầu nhìn lại. Trong lúc tôi còn chưa định hình lại được đây là mơ hay thật, thì Lâm đã nhìn về phía Bảo Bảo, thản nhiên lên tiếng. Đúng là không có uổng công anh dùng tinh binh mạnh nhất, đẹp trai xuất sắc giống như hệt ba của nó. Anh đến đây làm cái gì? Nồng nọc của anh đã phát huy tác dụng, nên tất nhiên anh đến đón nó về. Khi nghe anh nói câu đó, tôi cố gắng đè nén mọi cảm xúc mà ngước mắt lạnh lùng nhìn anh. Nơi đáy lòng cũng hiện lên chút kinh ngạc. Hơn 3 năm không gặp, ngược lại anh càng ngày càng biết ăn nói hơn trước. Cái giọng điệu lúc anh nói cũng rất tự nhiên. Nhưng mà tôi bây giờ đã không còn là cô bé gái nhỏ coi anh là duy nhất nữa rồi. Mỗi khi nhìn thấy anh lại khiến cho tôi nhớ lúc trước anh gây ra tổn thương cho mình. Đoạn hồi ức đau khổ đó cũng là vết sẹo trong lòng của tôi mà không cách nào liền lại được. Nhưng có một sự thật mà tôi không thể phủ nhận. Khi nhìn thấy anh, ngửi cái mùi hương tỏa ra từ người anh, vẫn khiến tôi có cảm giác quen thuộc như ngày nào. Hóa ra, cái suy nghĩ tình cảm đã phai nhạt kia chỉ là do tôi tự mình nghĩ ra để an ủi mình mà thôi. Gặp lại anh, tôi mới biết trái tim vẫn nhức nhối, vẫn đau nghẹn, vẫn thổn thức, vẫn nguyên vẹn như vậy. Có điều, một khi trong lòng đã tạo tổn thương, liền tạo thành cái khoảng trống không thể nào phai mờ. Tôi không có dũng khí để vượt qua nó, càng không muốn dẫm vào cái vết xe đổ. Yêu khắc cốt ghi tâm một lần như vậy là đủ rồi. Tôi không thể chịu đựng lần thứ hai. Tôi khẽ nói. Anh nói điên điên cái gì đó, nồng nọc nào của anh. Tất nhiên là Bảo Bảo rồi. Anh phải tốn 100.000 công sức dồn vào nó, chỉ đợi kết quả sau 9 tháng. Vậy mà bây giờ em lại mang nó đi, tổn thất của anh vô cùng nặng nề. Tôi không hiểu anh nói cái quái gì cả, tránh ra cho mẹ con tôi đi. Và rồi tôi nắm tay con bước đi. Khi đi qua Lâm, anh bất ngờ đưa tay mình giữ lấy cổ tay của tôi. Rồi anh ngồi xuống trước mặt Bảo Bảo. Tôi thấy khóe môi anh mấp máy, hốc mắt cũng sớm đỏ hoe khi đối diện với con. Giống như cảm xúc anh đang cố kìm nén, nhưng cho tới khoảnh khắc gần con, anh đã không thể nào kìm nén nổi nữa mà rơi nước mắt. Giọng nói cũng lạc đi. Bảo Bảo, ba xin lỗi, ba có thể ôm con một cái được không? Đây là lần đầu tiên Bảo Bảo thấy anh, nên thằng bé vẫn còn rất lạ, đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm. Tôi cứ nghĩ rằng bé sẽ đẩy anh ra xa, nhưng cái cách nó không có thích người lạ đến gần. Nhưng không ngờ thằng bé nó lại hỏi một câu khiến tôi chết lặng. Ba đi công tác về rồi hả? Lâm ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên khi nghe Bảo Bảo hỏi câu đó. Trong lúc anh chưa kịp trả lời thì thằng bé đã lên tiếng tiếp. Mẹ nói ba đi công tác xa lắm. Lâm mỉm cười gật đầu. Ba đi công tác xa lắm. Từ bây giờ ba sẽ ở bên hai mẹ con. Bà Bảo chịu không? Nghe Lâm nói câu đó,
Tôi nhíu mày định nói, ai cho phép anh ở bên mẹ con tôi? Nhưng lời chưa kịp nói ra, đã thấy Bảo Bảo cười tươi. Dạ, chịu. Vì có mặt của Bảo Bảo ở đây, nên tôi không có dám lớn tiếng với Lâm trước mặt con. Tôi cố gắng nhẫn nhịn để hai cha con anh gần nhau một lúc, rồi dắt tay con ra về. Lâm muốn bước theo thì bị tôi lườm. Anh đứng yên đó cho tôi cấm anh theo tôi một bước. Tôi cứ nghĩ nói vậy thì anh sẽ không có đi theo mình nữa. Nhưng khi tôi vừa đến chung cư, tôi cũng không biết Lâm đuổi theo chúng tôi lúc nào. Cánh cửa nhà vừa mở ra, bàn tay tôi lần nữa bị anh nắm lại. Tôi kinh ngạc nhìn anh, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói với Bảo Bảo. Bảo Bảo, vô ghế sofa ngồi chơi đi con, đợi mẹ một lát. Dạ. Sau khi Bảo Bảo chạy khuất vào trong nhà, thì tôi liền đóng cửa phòng, tôi mím chặt môi rồi nói lớn. Anh đi theo tôi làm cái gì? Anh đi theo vợ con của anh về nhà. Nè, Lâm. Ừ, chồng nghe đây. Tôi không hiểu, 3 năm qua anh ta ăn phải cái giống gì mà mặt dày hơn cả đường bê tông như vậy nữa chứ. Tôi nghiến răng. Anh đúng là đồ dở hơi mà. Dở hơi cũng được, thần kinh cũng được, miễn ở bên em là được. Lâm nói đến đây, tôi thực sự bị cạn lời với anh ta. Tất cả đã kết thúc, tôi không muốn nghe thêm một câu nói nào nữa để bản thân lại nhen nhóm hy vọng. Và rồi tôi cố gắng gạt hết hy vọng kia đi, nhàn nhạt nói. Lâm, tôi xin anh làm ơn nghiêm túc một chút đi. Anh đang rất nghiêm túc Duyên à. Chúng ta đã ly hôn rồi. Không, chưa có ra tòa chưa phải ly hôn, đơn ly hôn anh chưa có ký, chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp, nếu như em không có tin có thể ra hỏi tòa án. Chưa từng ra tòa nhưng cũng không có thể quay lại được nữa, dù cho đáy lòng tôi vẫn còn yêu anh, nhưng chuyện 3 năm trước tự như một khối u ác tính, nó sinh trưởng trong lòng của tôi. Rõ ràng ngày hôm trước anh còn ngọt ngào ân ái như vậy, nhưng ngày hôm sau anh đã lạnh lùng vô tình, đẩy tôi xuống cái hố đen tựa như xuống tầng thứ 18 của địa ngục. Không có ly hôn thì mọi thứ cũng đã kết thúc rồi. Làm ơn đừng có làm phiền mẹ con tôi nữa. Hãy để cho mẹ con tôi được yên. Xin em, anh biết em đang rất hận anh, nhưng có thể cho anh giải thích được không? Không có lý do gì có thể bao biện cho một kẻ đã phản bội cả. Anh chưa bao giờ phản bội em. Nguyễn Hoàng Lâm này xin thề, cả đời này chỉ yêu mình Phạm Hà Duyên mà thôi. Rõ ràng anh phản bội ngay trước mặt của tôi. Anh dùng lời nói để làm tổn thương tôi. Vậy mà bây giờ anh lại nói anh chưa bao giờ phản bội tôi. Thật là nực cười thiệt đó. Nghĩ đến đây, lòng tôi như bị dao đâm. Nhớ lại mọi chuyện, tự nhiên tôi lại thấy bực bội. Đặc biệt là lúc mang thai một mình, sinh con một mình, tôi nuôi con một mình. Những tháng ngày đó tôi đã phải cố gắng như thế nào mới có được ngày hôm nay. Ấm ức quá, tôi gào lên quát anh. Người đã qua, chuyện đã qua. Yêu anh tôi coi như là cơn ác mộng, không bao giờ muốn nhắc lại nữa. Tôi không cần biết lý do, nhưng bây giờ tôi và anh đã kết thúc. Chúng ta cuối cùng chỉ là người dưng. Con là của tôi, không có liên quan gì tới anh cả. Anh đừng có đến tìm mẹ con tôi nữa. Hãy để cho mẹ con tôi yên. Nói xong, tôi liền xoay người để trở về phòng. Tôi không muốn đối diện thêm với anh nữa, vì khi đối diện với anh, tôi sợ bản thân lại rơi nước mắt lúc nào không hay biết. Nhưng khi tôi vừa chạm tay vào nắm cửa, thì từ phía sau Lâm đã ôm trọn lấy tôi. Kinh ngạc dứt mạnh tay anh ra, nhưng anh lại càng siết chặt hơn. Cái tên khùng này, cái dáng vẻ cao ngạo ngày xưa đâu rồi? Bây giờ bị tôi mắng, bị tôi chửi hay đánh, thì anh vẫn kiên quyết mặt dày như vậy. Tức quá tôi nói, buông tôi ra, đồ thần kinh này, sao anh lại? Anh nhớ em, rất rất nhớ em. 3 từ anh nhớ em, ngắn ngủi như vậy mà lại khiến nước mắt của tôi rơi. Câu nói của anh rất tha thiết, làm con tim của tôi loạn nhịp. Bị anh siết chặt trong vòng tay, tôi tưởng chừng như mình sắp không có thở nổi. Nhất thời, không biết trả lời thế nào, cứ đứng ngây ngốc vài phút. Lâm được thể, càng siết tôi thật chặt. Mùi hương cơ thể của anh rất thơm, không phải mùi hương nước hoa mà là mùi hương nhẹ từ chính người anh tỏa ra. Thoang thoảng nó bay vào mũi, lôi cuốn vô cùng. Khi đứng được một lúc thì tôi mới phát hiện có những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống vai tôi. Hình như anh đang khóc. Giọng của anh cũng nghẹn đi. Anh xin lỗi. Anh thực sự chưa có bao giờ phản bội em cả.
khi anh nói những lời tổn thương em, cố tình làm em hiểu lầm, cũng vì nỗi khổ riêng. Lúc đó... Lâm vừa nói đến đây, thì cánh cửa phòng mở ra, bà Bảo từ trong nhà chạy ra hớn hở nói. Mẹ ơi, con muốn xem Tom and Jerry. Cả tôi và Lâm thấy sự xuất hiện của bà Bảo đều giật mình. Tôi vội vàng theo đà đó mà đẩy anh ra. Lâm nhanh trí hơn tôi nghĩ. À đúng hơn là tranh thủ cơ hội. Nhanh như chớp, anh tiến về phía Bảo Bảo, ẵm thằng bé trên tay, anh cười. Để ba mở Tom and Jerry cho Bảo Bảo nghe. Bảo Bảo chịu không? Dạ. Tôi thấy vậy liền kéo áo anh, nghiến răng nói nhỏ. Nè, ai cho anh vào nhà vậy? Hả? Anh không thèm trả lời, mặt hớn hở hỏi Bảo Bảo làm tôi phải chịu thua. Bảo Bảo có muốn ba mở Tom and Jerry cho con xem không? Dạ, có. Và rồi anh thản nhiên bước vào nhà mà tôi bất lực không thể làm gì khác hơn. Không biết anh dùng cái chiêu gì mà mới gặp anh có vài tiếng nhưng Bảo Bảo rất bám anh. Hai người họ cứ như thể thân thiết nhau từ lâu lắm rồi. Nhất là lúc Bảo Bảo ngồi trong lòng của anh, được anh cắt móng tay, hành động đó lại khiến tôi nhói lòng. Bữa tối hôm đó nấu cơm xong, tôi định đuổi Lâm về, nhưng chính Bảo Bảo là người giữ anh ở lại, kéo anh ngồi xuống ở bên mình. Có vẻ như thằng bé rất vui khi thấy xuất hiện của anh. Tôi vì thương con mà có đuổi thì ông ấy cũng mặt dày không có về. Tức lắm không biết làm sao, đành lấy thêm một cái chén, một đôi đũa. Trong bữa ăn, tôi thấy Lâm cũng không có tập trung ăn cho mấy, mắt cứ dán chặt lên người của Bảo Bảo rồi tới tôi. Làm tôi cũng cảm thấy gượng gạo hơn thường ngày. Tôi cau mày. Anh dòm cái gì? Thì dòm vợ của anh. Lâm mặt dày thản nhiên nói. Tôi tức đến nghẹn họng. Giờ định chửi cho một câu, thì quay sang nhìn Bảo Bảo đã thấy hai mắt con chớp chớp nhìn mình. Tôi ngay lập tức nở ra một nụ cười. Sao vậy Bảo Bảo? Con muốn ăn cái gì mẹ gấp cho con? Con no rồi. Vậy Bảo Bảo có gì muốn nói với mẹ hả? Dạ, tối nay ba ở đây không mẹ? Tôi còn chưa kịp trả lời thì Lâm đã hớn hở lên tiếng. Có, tối nay ba sẽ ôm hai mẹ con ngủ. Bảo Bảo nghe xong câu này liền liếc sang nhìn Lâm. Hai cha con rõ ràng đã thể hiện cái niềm vui trong ánh mắt. Tuy nhiên con vẫn rụt rè hỏi. Thiệt hả ba? Thiệt con trai à. Tối đó Lâm đưa Bảo Bảo ra ngoài một lúc rất lâu mà chưa thấy về. Tôi ở nhà đợi con mà tự nhiên nghĩ ngợi lung tung. Sợ Lâm có bất thình lình đưa con rời xa tôi như cái cách mà nam chính hay làm trên phim không. Nghĩ tới đó mà chân tay của tôi run lên. Theo như một thói quen khó bỏ, tôi rút điện thoại ra bấm số của anh. Rồi bất chợt cả người tôi khựng lại, khóe môi nở ra nụ cười chế giễu chính bản thân của mình. Đặt cái điện thoại xuống ghế, tôi vừa định đứng dậy chạy ra ngoài thì cánh cửa phòng mở ra. Lâm một tay ẵm con, một tay xách rất nhiều túi đồ chơi. Anh đặt Bảo Bảo xuống, thằng bé cười tít mắt khoe với tôi. Mẹ ơi, ba mua cho con xe điện vui lắm. Tôi mỉm cười gật đầu với con rồi nhẹ nhàng. Vậy bây giờ Bảo Bảo vào trong rửa chân tay rồi lên giường, hai mẹ con mình đi ngủ nghe. Con muốn cả ba ngủ nữa. Nghe con nói bỗng dưng tôi khựng lại. Từ nhỏ tới bây giờ con chưa được có ba bên cạnh nên câu nói của con khiến tôi thật sự thấy đau lòng. Tôi ẵm con lên, thun vào má của con, dỗ dành. Bảo Bảo ngoan, tối nay hai mẹ con mình ngủ thôi, ba bận rồi. Khi tôi vừa dứt lời thì anh liền nói. Đâu, anh đâu có bận cái gì đâu. Tôi quay sang lườm Lâm một cái thiệt dài. Bảo Bảo nói. Ba không có bận mà mẹ. Mẹ cho ba ngủ cùng đi, con muốn ngủ với ba với mẹ, con không chịu đâu. Bảo Bảo nhất quyết muốn ngủ cùng với ba. Bình thường thì thằng bé rất ngoan và nghe lời, hôm nay lại nằng nặc còn đòi ăn dạ nữa. Tôi dỗ mãi không được, cuối cùng đành phải để cho Lâm ở lại. Bảo Bảo kéo tay ba nằm xuống giường rồi tới lượt kéo tay tôi. Tôi nằm ở bên trong, con nằm giữa, anh nằm ngoài. Anh xoay người ôm Bảo Bảo nhưng mắt lại nhìn về phía tôi rồi nói. Hai mẹ con có muốn anh hát cho nghe không? Dạ có, ba hát đi. Lâm vẫn chưa hát ngay, vẫn như đang đợi câu trả lời của tôi.
tự nhiên lại làm tôi nhớ ngày xưa, đã có lần tôi kêu anh hát cho mình nghe. Giọng anh khi đó ấm lắm, hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp. Lúc đó anh hát cho tôi nghe bài "Với anh, em là tất cả". Nghĩ tới đó, tâm tình của tôi lại bắt đầu dằn xé một cảm giác rất lạ. Thôi, Bảo ngủ đi, hôm nay chơi mệt rồi, để khi khác rồi hát. Không, con muốn nghe ba hát mà. Vậy để ba bắt đầu hát nghe. Và rồi Lâm bắt đầu cất giọng, nghe giọng của anh vẫn ấm áp và hay như ngày nào. Từng lời anh hát như trực tiếp đánh thẳng vào tâm can của tôi, nhất là khi anh hát câu "Không còn em là đời anh chẳng có ý nghĩa gì", làm cho tôi rơi nước mắt. Tôi sợ anh thấy mình khóc nên vội vàng quay mặt vào tường. Một lúc sau tôi thấy Bảo ngủ, liền quay sang nói với Lâm. Anh về đi, cho mẹ con tôi còn ngủ. Để anh ôm em ngủ. Anh đừng có thần kinh nữa, tôi miễn cưỡng cho anh đến bây giờ này vì Bảo mà thôi. Anh mệt quá, buồn ngủ lắm rồi đó. Lâm vừa nói vừa cười, tôi cau mày nhìn anh. Mới 3 năm không gặp mà trình độ vô liêm sỉ của anh phải đạt hạng thượng thừa. Đối với người như anh, tôi không có cho phép mình mềm lòng. Nói là mệt, nhưng ai biết bụng anh đang nghĩ cái gì. Cho nên tốt nhất vẫn là đuổi anh đi thì vẫn hơn. Tôi mím môi nói nhỏ. Nguyễn Hoàng Lâm, anh đừng để tôi điên lên nghe. Tôi vừa nói, Lâm liền nhắm chặt mắt lại rồi ôm lấy Bảo. Đã rất lâu rồi, tôi mới có cơ hội nhìn anh thật gần như vậy. Từng đường nét vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ở trên gương mặt của anh đột nhiên khiến tôi rất nhớ ngày xưa, nhớ đến những năm tháng vui vẻ mặn nồng cùng nhau khi trước. Nhìn hai cha con anh ngủ, cảm giác bình yên đến nỗi tôi không muốn tách khỏi. Càng nhìn kỹ lại càng thấy anh đẹp trai. Hóa ra người phụ nữ ở độ tuổi nào cũng mê trai đẹp, và tất nhiên không có ngoại trừ tôi. Hít một hơi thật sâu, thu lại tầm mắt, rồi lặng lẽ ngồi dậy bước chân xuống giường. Nếu Bảo đã muốn ngủ cùng với ba, thì tôi sẽ ra ngoài ghế sofa kia ngủ. Vì tôi thực sự rất sợ một lần dễ dãi sẽ có lần thứ hai. Vừa mới nằm xuống ghế chưa được bao lâu thì giọng Lâm vang lên. Em vào trong ngủ với con đi, ngủ ở đây anh xót. Anh không về tôi sẽ không có vào ngủ. Được, anh sẽ về, chỉ cần em có giấc ngủ ngon. Nhưng trước khi về, anh chỉ muốn nói rằng xin em mở lòng cho anh được chăm sóc hai mẹ con. Tôi đã nói rồi, không có muốn nói lại lần thứ hai, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Không sao, anh sẽ không có bỏ cuộc. Lâm bình tĩnh trả lời bằng một giọng nói vô cùng chắc chắn. Thái độ của anh cũng rất rõ ràng, ngay cả ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Sau khi anh đi khỏi, tôi quay trở về giường nằm, nhưng nằm mãi cũng không có ngủ được. Ở gối vẫn thoang thoảng cái hương thơm của anh, làm tôi bứt rứt khó chịu, giống như trong lòng mắc phải sợi lông, không có hề gây tổn thương hay chảy máu, nhưng lại khó chịu không yên. Sáng hôm sau là chủ nhật, lúc tôi và Bảo xuống dưới tầng 1 chung cư, thì đã thấy Lâm nhàn nhã tựa vào thân xe. Cả người anh mặc một cây đen, hai tay đút túi quần, vì cái vẻ ngoài điển trai cộng với cái khí chất xúc chúng kia, nên dường như anh có vẻ rất được sự chú ý của các cô gái. Tôi còn thấy mấy cô gái đứng từ xa, chỉ trỏ về phía hướng anh, thì thầm cái gì đó với ánh mắt rất là ngưỡng mộ. Tự nhiên tôi quái đản đến mức thấy khó chịu. Bảo và anh vừa nhìn thấy nhau đã tươi cười chạy đến ôm nhau. Tôi bất đắc dĩ cũng phải đến lại gần, lạnh lùng nói. Nay anh lại đến đây làm cái gì? Đón mẹ con em đi chơi. Ai mượn anh? Hôm nay chủ nhật, anh có hẹn đưa Bảo đi chơi. Nếu em không muốn đi cũng được. Nhưng ở nhà đừng có mà đứng ngồi không yên, sợ anh mang con đi mất đó nghe. Cái ông này, từ trước đến nay cứ như là đi guốc trong bụng tôi đó. Tôi đưa mắt bất mãn nhìn anh. Sau một hồi Bảo kéo tay, thì cuối cùng tôi vẫn phải ngoan ngoãn ngồi lên xe. Đã lâu lắm rồi không có được ngồi chung xe với nhau như vậy. Suốt cả quãng đường đi, tôi đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn từng hàng cây ở bên đường vút qua, cho đến khi chiếc xe dừng lại. Lâm bất ngờ đưa tay chạm đến một bên eo của tôi khiến tôi giật nảy mình. Anh định làm cái gì đó? Lâm khẽ cười, bàn tay thành thục tháo dây an toàn cho tôi, giọng nói vô cùng cợt nhã. Em nghĩ anh muốn làm cái gì?
Cả mặt tôi bỗng dưng đỏ lựng vì xấu hổ. Mà lúc đó Bảo Bảo còn hỏi: Mẹ Duyên sốt hả? Sao mặt mẹ đỏ? À không có đâu, mẹ đâu có sao. Nói xong, tôi ẵm Bảo Bảo xuống xe. Lúc đứng trước cổng trung tâm vui chơi của trẻ em, Bảo Bảo là người chủ động đi giữa, hai tay còn cầm tay tôi và Lâm hai bên. Tôi phần vì căng thẳng nên tay cũng thấy nóng hơn bình thường. Bảo Bảo bỗng dừng chân, nhìn về phía tôi ngơ ngác một hồi rồi nói: Tay mẹ sao vậy? Không, tay mẹ có sao đâu. Bảo Bảo ngửa tay tôi lên ngó nghiêng một hồi. Đúng lúc đó Lâm bất ngờ đặt tay mình lên tay tôi, thản nhiên nói: Tay của mẹ thiếu cái này nè. Khi bàn tay Lâm đặt lên tay tôi, cảm giác ấm áp khi xưa lại ùa về. Tôi tự nhủ mình không có được động lòng. Rõ ràng mình vẫn đang hận anh, vậy mà sao giờ phút này lại muốn nắm lấy bàn tay đó. Đến khi tôi thức tỉnh thì cái nắm tay kia cũng đã kéo dài mấy phút. Tôi giật mình rút mạnh tay ra khỏi anh. Anh đúng là mặt dày. Vừa dứt lời thì Bảo Bảo đã ngước mắt lên hỏi: Mặt dày là cái gì hả mẹ? Tôi cứng ngắc miệng, nhất thời không biết trả lời con như thế nào, thì Lâm đã cười tươi lên tiếng. Ý của mẹ con nói là ba siêu siêu đẹp trai đó. Ba con mình đẹp trai như nhau, mẹ xinh gái nhất nhà luôn. Anh đúng là không biết xấu hổ mà. Lâm tỏ vẻ không thèm chấp lời tôi nói, mà hiên ngang dắt tay Bảo Bảo đi vào bên trong. Lúc hai cha con anh chơi trò gấp gấu bông, khoảnh khắc đó tôi cứ đứng ngây ngốc nhìn hai người. Nhớ lại những năm tháng của hai mẹ con so với hiện tại thì cảm giác Bảo Bảo vui hơn rất nhiều. Bảo Bảo có rất nhiều sở thích giống ba, ngay cả ngoại hình cũng như hai giọt nước. Tự nhiên tôi lại cảm thấy mình ích kỷ quá hay không. Tôi vốn chưa bao giờ có ý định sẽ nói cho con biết về sự tồn tại của ba, mà trong khi đó là quyền của con phải được biết. Những ngày tiếp theo trôi qua, ngày nào Lâm cũng đến nhà tôi, rồi có hôm còn ngủ lại. Có lần tôi đuổi hoài không về khiến tôi điên lên. Nè, Lâm, anh định biến nhà tôi thành cái nhà tình thương à? Anh rảnh quá không có việc gì làm sao mà ăn nhờ ở đậu nhà tôi suốt vậy? Đâu có đâu, cũng có hôm anh về nhà ngủ mà. Lâm thản nhiên trả lời, sau đó không có đợi tôi trả lời lại mà trực tiếp đi thẳng vào bếp nấu ăn. Liếc mắt nhìn cái bóng dáng anh từ phía sau, cả người đứng đực ra như một pho tượng sống, thực sự hết cách với người đàn ông này rồi. Mà từ ngày có Lâm nấu ăn, tôi để ý thấy Bảo Bảo ăn nhiều hơn trước. Trộm vía thời gian ngắn thôi mà con tôi lớn hẳn. Trong bữa ăn, Bảo Bảo còn liên tục khen: Ba nấu ngon lắm. Hai mắt thằng bé sáng rực lên, tay đưa ra ngón trỏ ám chỉ rất là tuyệt. Lâm nghe Bảo Bảo khen mình, khóe môi nở ra một nụ cười rất thoải mái. Mà nụ cười của anh đẹp đến mức tôi ngồi đối diện cũng bị hấp dẫn ngay người. Lâm hỏi: Vậy mẹ con nấu ăn có ngon không? Dạ có, nhưng không ngon bằng ba. Thằng bé này mới có được ba nấu ăn cho mấy ngày thôi mà đã vậy đó. Tại con thích được ngồi ăn cùng với ba, với mẹ. Tôi nhìn Bảo Bảo cảm thấy cổ họng vô cùng chua xót. Bảo Bảo từ khi sinh ra đã không nhận được tình yêu thương và hơi ấm của ba, nên bây giờ khi có ba rồi, thằng bé lại càng khát khao ở bên ba mỗi ngày. Được rồi, Bảo Bảo ăn nhiều vào đi thì mới mau chóng lớn đó. Dạ, ba nói đẹp trai mới có nhiều gái theo mẹ à. Tôi ngước mắt lườm Lâm. Cái đồ xấu xa chưa gì đó bơm vào đầu con suy nghĩ đó để con lớn lên lăng nhăng như anh à. Tôi cúi xuống nói với con: Mỗi người đàn ông chỉ nên có một cô gái ở bên mình thôi con à. Là đàn ông phải có trách nhiệm yêu thương, bảo vệ cô gái của mình, đặc biệt không được cùng lúc quen hai người. Tôi vừa dứt lời thì Lâm liền nói: Đúng rồi, giống như ba chỉ có một mình mẹ đó con trai à. Khi nghe Lâm nói câu đó, tôi liền quay sang nhìn anh với ánh mắt bất mãn. Tôi rủa thầm trong lòng: Cái đồ nói dối không biết ngượng miệng. Tối đó tôi vừa tắm xong, lúc đi ra ngoài đã thấy cha con anh nằm ôm nhau mà ngủ ở trên giường. Tôi vừa cúi xuống định đánh thức anh đi về thì bàn tay lại bị khựng lại giữa không trung.
Tôi thở dài lặng lẽ rụt tay về, đang định đứng lên pha một ly cà phê rồi làm tiếp công việc chiều nay còn đang dang dở, thì điện thoại bất ngờ rung lên tin nhắn. Lúc đầu tôi cứ tưởng Trang nó nhắn, nhưng khi nhìn thấy cái nick, tôi chợt đơ người khi thấy nick Facebook mang tên Vũ Kim Ngân. Đó là mẹ của Lâm, là mẹ chồng của tôi. Bà nhắn: mẹ nói chuyện với con một chút có được không? Tôi nhìn dòng tin nhắn, đọc đi đọc lại vì sợ mình đọc lầm. Ngày trước tôi từng khát khao được bà xưng một tiếng mẹ tình cảm và dịu dàng, nhưng không ngờ thật trớ trêu khi tiếng mẹ ấy được nói ra thì tôi và anh đã kết thúc. Nhưng không sao, một ngày làm mẹ thì cũng suốt đời làm mẹ. Hơn nữa, bây giờ mối quan hệ của tôi và gia đình còn có Bảo Bảo. Tôi bình tĩnh nhắn lại: mẹ gọi nghe. Dạ. Lúc điện thoại đổ chuông cuộc gọi, tôi sợ Bảo Bảo thức giấc nên vội vàng chạy ra ngoài ban công nghe máy. 3 năm không nói chuyện với bà, có vẻ như giọng nói của bà dịu dàng hơn trước rất nhiều. Con có nghe mẹ nói rõ không? Dạ có. Thằng Lâm vẫn đang ở bên con à? Tôi nghe đến đây, sợ bà như những năm về trước, sợ bà nghĩ tôi cố níu kéo con trai bà, nên hôm nay yêu cầu tôi rời xa anh. Vì sợ nên tôi vội vàng nói trước. Dạ, nhưng mẹ yên tâm đi, con và anh Lâm đã kết thúc rồi, anh ấy ở lại đây vì con của anh ấy thôi. Duyên, mấy năm qua mẹ tìm con hoài đó. Tôi bị bà nói làm cho kinh ngạc tới ngay người, tôi run run. Tìm con hả? Ừ, sau khi con đi, mẹ cũng đã nghe được chuyện của hai đứa. Thằng Lâm nó chưa bao giờ phản bội con cả, nó yêu con còn hơn cả chính mạng sống của nó, thì làm sao nó lại phản bội con được? Năm đó nó cố tình lạnh nhạt với con, cố tình để con hiểu lầm, tất cả chỉ vì nó muốn tốt cho con. Tôi nghe bà nói vậy liền nhíu mày, làm cho tôi tổn thương mà lại là muốn tốt cho tôi sao? Sao tốt cho con? Lúc đó bác sĩ nói nó không có sống được bao lâu nữa, nó sợ con sẽ chôn vùi cuộc đời vào đau khổ nên đã tự mình tìm cách khiến cho con rời xa nó. Mẹ đã từng chứng kiến khoảng thời gian đó, nó suy sụp đến mức tối ngày trốn ở hầm rượu uống, uống xong rồi lại khóc và gọi tên con. Đúng là trước kia mẹ không ưa gì con, nhưng mà lúc đó mẹ nhận ra con trai của mình, nó yêu con còn hơn cả mạng sống của nó đó. Nghe bà nói đến đây, sống mũi của tôi tự dưng cay xè, cả người cũng bắt đầu rung lên từng đợt. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi tiếp: vậy 3 năm qua anh ấy đã làm cái gì? Ngày con ra sân bay cũng là ngày nó nhận được điện thoại của bệnh viện báo làm kết quả với một người trùng tên. Tuy nhiên trên đường lái xe đến sân bay, nó gọi cho con không được. Cuốn quá nó bị tai nạn giao thông, chữa trị mấy năm ở bên Singapore do di chứng mất trí nhớ tạm thời. Sau khi nó nhớ lại, người đầu tiên nó tìm gặp là con. Và khi biết con đã sinh con, nó đã bỏ hết công việc để qua bên đó. Duyên à, tất cả chỉ là hiểu lầm, cũng xem như là thử thách ông trời dành cho hai đứa đi. Nếu có thể, hãy cho nhau một cơ hội, coi như là vì con mình, vì chính bản thân của mình. Tôi nghe bà nói mà trái tim đau đến nỗi tưởng chừng có bàn tay ai đó móc lấy trái tim của mình quăng ra bên ngoài. Lúc đó, tôi luôn thắc mắc tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy. Bây giờ mới biết, hóa ra là vì anh lo cho tôi. Trời ạ, tại sao anh lại làm như vậy chứ? Anh muốn tốt cho tôi mà có hiểu xa anh mới là điều tôi đau khổ nhất hay không? Một giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống trong màn đêm tĩnh lặng. Tôi vừa khóc vừa nói: vậy còn con Linh thì sao hả mẹ? Trời ơi, con nhắc đến con bé nó làm gì? Thằng Lâm nó ghét như là chén nước hất đi vậy đó. Chính thằng Lâm là người đuổi việc nó. Nhưng sau khi Lâm nó biết mình bị bệnh nên dựa vào nó để chọc tức con thôi. Sau đó thằng Lâm cũng điều tra ra việc ai là người đứng sau cô gái sỉ nhục con ở trong bữa tiệc. Cô gái đó khai được con Linh nó thuê vì cứu em trai mình nên mới làm vậy. Không biết thằng Lâm nó còn làm cách nào mà khiến con Linh nó đi tù hơn 2 năm đó. Nghe đến đây, tôi đã không thể kìm nén nổi mà bật khóc nức nở. Khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ, xong bây giờ tìm thấy mẹ. Hóa ra
sau lưng tôi, người đàn ông ấy vẫn đã từng làm cho tôi nhiều điều như vậy. Biết được những điều này, tôi mới trút được sự thống khổ bi ai nhất trong lòng. Anh không phải phản bội tôi, chỉ cần nghĩ đến cái điều này cũng đủ làm cho tôi cảm thấy cuộc đời không có còn gì hạnh phúc hơn nữa rồi. Tắt điện thoại, tôi đưa tay lau nước mắt, dự định xoay người trở về phòng, thì khi quay lại đã thấy Lâm đứng ở phía sau. Không nói không rằng, anh đưa tay lau khóe mi tôi rồi ôm chầm lấy tôi vào lòng. Đừng có khóc, anh đau. Buông em ra. Anh ôm vợ của anh một chút có được không? Ai là vợ của anh chứ? Ừ thì không là vợ, nhưng còn hơn cả vợ nữa, là cả thế giới của anh. Không có thế giới, anh không có sống nổi đâu. Tôi ngước mắt nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn tôi. Dưới ánh đèn nhẹ hắt hiu, dưới không gian tĩnh lặng, tôi nghe rõ trái tim của mình đập như trống đánh trong lòng ngực. Cả hai chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, đem bóng dáng của đối phương đặt vào trong mắt của mình. Bóng đêm mông lung, gió thổi nhẹ nhẹ, lá kêu xào xạc, cảnh đẹp như chưa bao giờ đẹp hơn. Vậy rồi, đúng cái lúc mà tôi định quay đầu đi vì ngượng ngùng, thì bất ngờ Lâm cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn mà sau bao nhiêu ngày xa cách vẫn ngọt ngào như vậy. Hơi thở của anh thơm dịu nhẹ, cái lưỡi giảo hoạt càng quấy khắp khoang miệng. Tôi đứng yên một chỗ bất động, khi anh đang hôn, bỗng nhiên dừng lại, khẽ cười nói một câu rồi mới hôn tiếp. Mấy năm nay em quên luôn cả cách hôn rồi à? Tôi bỗng dưng xấu hổ, đỏ bừng cả mặt, vừa định đưa tay đẩy anh ra, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ tôi không có việc gì phải đẩy anh ra xa mình cả. Tôi không nghĩ gì nữa, bàn tay bám lên eo của anh, rồi đáp trả nụ hôn kia. Hai chúng tôi cứ vậy mà mãnh liệt hôn nhau dưới một bầu trời nhiều sao. Khi anh buông tôi ra, tôi thấy dừng mắt của anh đỏ hoe, anh nghẹn ngào nói. Tha thứ cho anh nha vợ. Anh xin thề. Lời anh chưa kịp nói thì tôi đã đưa tay lên môi chặn lại. Cùng em nuôi dạy con nghe. Lời tôi vừa dứt thì lần nữa anh đã kéo tôi ôm thật chặt, giọng nói vô cùng kích động. Em tha thứ cho anh thật hả? Anh biết lỗi lớn nhất của anh là cái gì không? Là làm tổn thương em, là khiến em yêu anh nhiều hơn như vậy. Và rồi chúng tôi lại bắt đầu hôn nhau nữa. Anh nhớ em. Em cũng nhớ anh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Cưới Chạy Bầu, tác giả Trang Biêu Bì. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.